Thương chào các con khối 7. Hôm nay, thầy và trò chúng ta cùng bước vào phần ôn tập để chúng ta chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ 1. Thì kiểm tra giữa kỳ 1 chúng ta gồm có những phần như sau. Thứ nhất, đó là vai trò và nhiệm vụ của chồng trò. Thứ hai, đó là chủ đề. Hai chủ đề, đó là chủ đề đất trồng và chủ đề phân bón. Phần kiểm tra giữa kỳ chúng ta gồm 40 câu trắc nghiệm. Mỗi câu sẽ là 0,25 điểm. Bây giờ, thầy sẽ ôn cho tất cả các con từng phần một. Đầu tiên đó là vai trò và nhiệm vụ của chồng trò. Thì vai trò chúng ta thấy chúng ta có hai phần. Đó là thứ nhất đó là vai trò và thứ hai là nhiệm vụ. Vậy vai trò của chồng trò chúng ta gồm có 4 vai trò. Thứ nhất đó là cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. Thứ hai, cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. Thứ ba, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. Thứ tư, đó là cung cấp nông sản để xuất khẩu. Chúng ta nhớ vai trò của chồng trò là 4 cái vai trò. Đó là gì? Cung cấp những cái lương thực, thực phẩm. Cho đâu? Cho con người. Thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu. Còn về nhiệm vụ của chồng trò, thì nhiệm vụ đó là làm sao là đảm bảo được lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đó. Chúng ta đã nắm được đó là vai trò và nhiệm vụ của chồng trò, phải không? Rồi bây giờ chúng ta thấy chúng ta trồng trọt trên đâu? Đương nhiên là chúng ta trồng trọt trên đất. Vậy chúng ta cùng ôn lại đó là chủ đề đất trồng. Thì về đất trồng chúng ta phải nắm được những vấn đề cho thầy như sau. Thứ nhất đó là khái niệm về đất trồng. Thứ hai là thành phần của đất trồng. Thứ ba là thành phần cơ giới của đất. Thứ tư đó là khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. Thứ năm là độ chua, độ kềm của đất. Và thứ sáu là sử dụng đất hợp lý. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại từng phần một. Thứ nhất đó là khái niệm về đất trồng. Thì khái niệm về đất trồng chúng ta có hai phần. Thứ nhất đó là đất trồng là gì? Thì đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất. Trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra được sản phẩm. Và nhớ, có khả năng sinh sống và sản xuất ra được sản phẩm. Vai trò của đất trồng là gì? Đó là nó là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxy cho cây và giúp cho cây đứng vững. Đó là khái niệm về đất trồng. Còn thành phần của đất trồng thì đất trồng có 3 thành phần. Đó là phần rắn, phần khí và phần lỏng. Nhớ ha, thành phần đất trồng là gì? Đó là phần rắn, phần khí và phần lỏng. Rồi, thành phần cơ giới của đất là gì? Thì thành phần cơ giới của đất là tỷ lệ phần trăm các hạt cát, hạt limon và hạt sét có trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất. Và từ cái tỷ lệ phần trăm của các hạt sét, hạt cát, hạt limon này và người ta phân biệt được 3 loại đất chính. Đó là đất cát, đất thiệt và đất sét. Rồi khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. Thì lưu ý đất nào mà cái loại hạt á, mà nhỏ nhất thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của nó tốt nhất. Và hạt đường kính, hạt nào có đường kính lớn nhất thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất kém nhất. Vì vậy do đó đất sét có đường kính của các hạt sét nó rất là nhỏ. Do đó khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của nó là tốt nhất. Đất thiệt là trung bình. Còn đất cát là đường kính của các hạt cát rất là lớn, lớn nhất trong 3 hạt. Do đó khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất cát là kém nhất. Tụi con nhớ thầy nha. Rồi đến độ chua, độ kềm của đất. Độ chua, độ kềm của đất người ta biểu thị là chính là độ pH. Vậy đối với độ pH mà khi người ta đo mà pH mà nhỏ hơn 6,5 thì đó là đất chua. Và nếu độ pH mà bằng từ 6,6 đến 7,5 đó là đất trung tính. Và nếu độ pH lớn hơn 7,5 đó là đất kềm. Thì chúng ta có 3 loại đất như thế, là đất chua, đất trung tính và đất kềm. Rồi sử dụng đất hợp lý. Thì tại sao chúng ta phải sử dụng đất hợp lý?
vì lý do đơn giản thôi là do tỷ lệ dân số tăng nhanh mà diện tích đất lại có hạn. Bởi vậy, chúng ta phải làm sao sử dụng đất được hợp lý. Đó là chúng ta vừa qua được đến chủ đề đất trồng. Và chúng ta cùng tìm hiểu, ôn lại qua chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề phân bón. Vậy phân bón thì tụi con nhớ cho thầy, đối với chủ đề phân bón, chúng ta nắm được cho thầy một số yếu tố như sau. Thứ nhất là phân bón là gì? Tác dụng của phân bón. Rồi cách sử dụng phân bón như thế nào? Và chúng ta cũng phải nhớ đó là thời kỳ bón phân ra sao? Chúng ta ôn tập từng phần một. Thứ nhất, đó là phân bón là gì? Các con thấy người ta đặt một cái khái niệm, đó là phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng. Và các chất chính ở trong phân bón đó là chất nào? Đó là chất đạm, chất lân và kali. Rồi chúng ta có 3 loại phân bón. Đó là phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. Đó là người ta phân nhóm đó tụi con. Người ta phân là 3 nhóm, đó là phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. Thì có như thế nào thì chúng ta sẽ coi lại những cái bài tập chúng ta đã làm. Rồi tác dụng của phân bón là gì? Thì đối với phân bón thì người ta có, nếu mà bón đúng, bón đủ thì người ta có 3 tác dụng. Thứ nhất đó là tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng và cùng là tăng chất lượng nông sản. Nhớ thưa thầy. Rồi về thời kỳ bón phân. Thì về thời kỳ bón phân người ta có 2 thời kỳ. Nếu mà bón trước khi trồng thì ta gọi đó là bón lót. Và bón trong, bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây thì người ta gọi đó là thời kỳ bón thúc. Thầy nhắc lại. Đối với thời kỳ bón phân người ta có 2 thời kỳ. Nếu mà người ta bón phân trước khi trồng cây người ta gọi đó là thời kỳ bón lót. Và nếu người ta sử dụng bón trong thời gian sinh trưởng của cây thì người ta gọi đó là gì? Đó là thời kỳ bón thúc. Đó. Còn cách sử dụng thì con thấy 3 loại phân bón như thế này: phân hữu cơ, phân đạm và kali và phân lân. Thì đối với phân hữu cơ thì mình phải nhớ rằng là phân hữu cơ khả năng nó gì? Nhiều chất dinh dưỡng. Và chất dinh dưỡng nó phụ thuộc vào thức ăn của vật nuôi hoặc là nguồn gốc của phân hữu cơ. Thì phân hữu cơ này nó, các chất dinh dưỡng của nó ở dạng khó hòa tan, do đó người ta phải ủ. Và người ta thường dùng để bón trong thời kỳ bón lót. Rồi đối phân đạm và kali, thì phân đạm và kali là những loại phân mà tan nhanh trong nước, do đó người ta thường sử dụng bón là bón thúc. Còn phân lân là nó ít tan trong nước, do đó người ta sử dụng trong thời kỳ đó là bón lót. Đó là những phần mà trọng tâm thầy đã giới thiệu cho các con. Đồng thời thầy cũng đã gửi cho tụi con ở trên trang lớp học kết nối, đó là các câu hỏi ôn tập. Tụi con cố gắng chúng ta về nhà, chúng ta coi bài, chúng ta học bài để chúng ta làm bài kiểm tra giữa kỳ cho tốt. Rồi chào các con, chúc các con làm bài tốt. Cảm ơn các con.